Hi, xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đến với channel của mình ARK. Và trong clip ngày hôm nay thì ta tiếp tục chơi tựa game ARK và mình đang ở trong đấu trường. Ngày hôm nay thì mình tiếp tục có hai con Godzilla và một con King Kong. Đây sẽ là một cái team Godzilla Super và Super Team của mình. Con King Kong thì nó đạt được cái level đó là 225 và 1.218.000 máu. Tất cả những con này mình đều summon hoặc là bất ngẫu nhiên. Mình đang làm cái video về random base. Con này là 225 này, con này là 225 này. Mình đang làm một cái video về random base ở trong ARK. Và ngày hôm nay thì mình sẽ làm cái video này để thực hiện một cái thử thách giữa ba con siêu thú này với một con nữa là con Scroll ở trong ARK. Wow, anh em nhìn thấy hấp dẫn chưa? Chiến đã nổ ra. Wow, con kia nó mọc lên rất là nhiều đầu luôn. Thông báo với anh em là máy của tôi đã bị lag sau một cái đòn đánh vừa rồi. Wow, nó lại mọc lên một đống đầu luôn. Vậy là con bot ở trong Mokai Smooth vào ngày nay mình muốn làm cái sự so sánh thì nó đã bị thất bại so với cái team của Godzilla Super Team của chúng ta. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em trong clip sau nha.